Vô hình là một tháng qua thì không có đăng bất cứ video hướng dẫn nào của mình lên cho anh em. Tuần trước thì có đăng video hướng dẫn của AK nhưng mà cái đó thì cũng không phải là hướng dẫn của mình, cho nên là cũng không có tính. Thì mặc dù mình có xuất hiện được mấy chục giây đầu đó nhưng mà cũng không có tính. Thì thực ra là mấy tuần qua là mình đang khá là bận vụ đồ án này nọ rồi báo cáo các thứ, cho nên là cũng không có giờ làm, với lại mình cũng lười nữa. Thì hôm nay cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn anh em một cái link key ngắn cho mấy bạn mà newbie, để mà mấy bạn nghỉ lễ ở nhà có cái mà tập. Tại vì mình cũng sắp là về quê nghỉ lễ rồi, cho nên là về quê thì không có mic, không có gốc gear gì để mà làm clip hết, cho nên là cũng tranh thủ quay để mà làm trên đường về. Có gì về quê thì có cái đăng lên cho anh em xem. Đây là một cái link key dành cho mấy bạn mà mình ghi là mới chơi cũng làm được. Thì đây là một cái câu các bạn rất là hay hiểu lầm ý của mình. Ở nhiều bạn là mới mua cái mod hôm qua, nói chung là chưa có chơi cái trò này bao giờ và mới mua cái mod hôm qua và lên YouTube search thì thấy cái những cái clip mà mới chơi cũng làm được của mình. Đó thì các bạn cũng tưởng là cái này là dành cho mấy bạn mà mới ngày đầu chơi. Đó thì các bạn bấm vô, các bạn nghe mình nói gì ôi gì chạc pass gì tùm lum la hết thì mấy bạn cũng tập không được đó, thì mấy bạn không hiểu thì mấy bạn chửi mình rồi anh hướng dẫn gì kỳ, anh nói gì mà chạc pass gì tùm lum, thuật ngữ gì bla bla bla, em không có hiểu gì trên xem tập. Đó thì là mấy bạn đang hiểu lầm ý của mình. Mới chơi cũng làm được có nghĩa là các bạn là mới vừa chơi cái trò này nó chưa được bao lâu hết, các bạn mới là một cái người mới, các bạn chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà đã lên tới link key thì nó luôn có một số những cái điều kiện nhất định. Ví dụ như là các bạn phải biết được trick thì mới lên được link key. Mình đã có một số những cái video mình nói về cái vấn đề này rồi. Link key nó là ghép giữa nhiều trick lại với nhau, và đương nhiên là để ghép thì các bạn phải biết trick các bạn mới ghép được chứ, đúng không? Thì ví dụ như là cô giáo cho mấy bạn là một bài tập ví dụ như 2 x 2 đi, thì mấy bạn mà mới học tuần trước là mới học hôm qua đi thì mấy bạn biết rồi, mấy bạn cũng sẽ nói là ơi cái này mới học cũng làm được đó. Nhưng mà các bạn buộc phải biết dấu nhân là cái gì, các bạn buộc phải biết số 2 là cái gì thì mấy bạn mới có thể làm được cái bài này, chứ các bạn không biết cái đó là cái gì hết thì làm sao các bạn làm được. Cái link key mà mình muốn hướng dẫn hôm nay nó sẽ trông như này đó, mình sẽ làm lại lần nữa đó. Đầu tiên để bắt đầu cái link key thì chúng ta sẽ có một cái trick khá là quen thuộc, đó chính là sonic, nó sẽ trông như này đó. Thì bình thường là các bạn sẽ bắt gặp sonic ở cái dạng này, nhưng mà khi đã tập lên link key thì các bạn phải tập trick cơ bản ở những cái vị trí khác nữa, chứ không thể nào mà các bạn cố định một chỗ được. Các bạn nói là em chỉ làm được ở cái chỗ đó thôi, còn chỗ khác thì em chịu, cái đó là các bạn chưa có đạt yêu cầu. Ví dụ như là chạc, các bạn có chạc ở đây và lên link key thì các bạn sẽ phải tập thêm những cái chạc ở những cái vị trí này đó đó, thậm chí là trên này đó, thì cái link key nó mới phong phú được, chứ không thể nào mà cố định một chỗ mãi được. Chúng ta sẽ sonic lên như này, sau đó chúng ta sẽ pass lên như này. Thường là chúng ta sẽ có cái một cái pass nó sẽ trông như này đó, nhưng mà lần này thì chúng ta chỉ cần làm từ ngón này lên đây thôi, nó rất là đơn giản như này. Sonic lên, pass lên như này, từ đây các bạn lên đây như này đó, rất là đơn giản, từ đây lên đây. Sau đó các bạn sẽ chạc up tay xuống cho mình như này đó, các bạn từ đây các bạn quơ xuống như này là được, không có cần phải làm nhiều vòng. Cái từ đây up xuống như này là xong, không có cần phải tiếp tục quơ quơ vậy như này đó. Sau đó các bạn tiếp tục pass xuống đó như này. Như này, cái đoạn này mình thấy là nó khá là khó đối với mấy bạn mà xài mod nặng. Mình vẫn luôn nói các bạn là xài mod nhẹ, tại vì là các bạn sẽ dễ kiểm soát nó hơn, còn mod nặng nó sẽ gây ra một số những cái vấn đề cho các bạn trong khi mà các bạn làm liên khay các thứ. Đó thì đây là một cái ví dụ điển hình. Đó khi mà các bạn quơ xuống đây như này thì mod nặng nó sẽ chì cái cây, nó sẽ chì cái khối lượng của nó sẽ kéo cái mod nó hướng xuống dưới, cho nên là các bạn phải cần một cái lực nó khá là lớn để các bạn có thể giữ nó trên tay được như này đó. Thì các bạn sẽ pass xuống như này và các bạn sẽ ngửa cái tay lên, các bạn đừng đừng có ngửa hẳn lên như này, các bạn ngửa ngang ngang qua thôi như này, và các bạn sẽ đưa ngón cái vào và thumb around ở cái ngón áp út như này đó. Bình thường là các bạn sẽ thumb around ở ngón này, nhưng mà lần này các bạn sẽ thumb around ở ngón áp út như này đó, và vậy là chúng ta đã làm được cái link key. Làm lại toàn bộ nó sẽ trông như này đó, như này lên đây qua đây xuống đây thumb around qua như này. Cái link key này thì mình có thể để nó ở đầu ở giữa hoặc là ở cuối gì cũng được. Mình sẽ ví dụ cho bạn một cái đoạn combo có sử dụng cái link key này để các bạn có thể tham khảo, và mình sẽ để nó ở đầu cho các bạn dễ thấy. Nó sẽ trông như này đó, như này, và các bạn sẽ quay một cái gì đó, cho đó các bạn sẽ kết thúc combo.
như này đó. Và nếu các bạn cảm thấy hay và có ích với các bạn thì các bạn cố gắng dành một giây cuộc đời ra để mà bấm vào nút like và subscribe kênh của mình, tại vì gần đây là có một số bạn là ganh ghét cho nên là có tạo tài khoản ảo và kêu gọi người để mà dislike những cái video của mình, thì mình cảm thấy khá là buồn, tại vì những bạn mà ủng hộ mình thì lại không có tương tác cho mình thấy, cho nên là cái số dislike nó tăng lên, nó lấn qua cái số like, cho nên là những cái video của mình nó bị rất là xấu. Cái thanh like thì nó ngắn mà cái thanh dislike thì nó dài, cho nên là mình rất là buồn vì những cái clip của mình là những cái clip tâm huyết. Mình làm cái này thì không có lợi lộc gì cho mấy bạn, không có tiền bạc gì hết, chủ yếu là mình muốn giúp anh em chơi cái trò này có thêm tư liệu để mà tập. Cho nên là được thì các bạn có thể cố gắng là thể hiện tương tác nhiều lên để cho mình thấy mình có thêm động lực để mình tiếp tục ra những cái video hướng dẫn mới cho anh em. Ok, và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.